Đây. Hello, em Tiến xin chào tất cả cô chú anh chị đang nghe của mình. Bữa nay em với mình tới chỗ chú Thương ở khu 6 thị trấn Cần Đước. Thì chú Thương thì làm cái quy trình nuôi thì cũng bạc bờ đáy đất, không oxy nha, chạy 4 vòng quạt, ăn máy. Thì chỗ chú Thương cũng xài quy trình cũng giống như anh em mình, nói chung là cũng tương đối với nhau. Và chú cũng làm giống X6 của anh em mình giới thiệu chia sẻ với chú đó, thì chú cũng làm theo nên mình và thành công hiệu quả nha. Tôm của chú là được như này chú ha? 70 ngày. Hôm nay về 70 ngày về 63 con rồi. 63 con. Ăn ngày nhiêu chú ha? Ăn hả? Dạ. Ăn 120 kg á. Dạ. Tại lô này ao này là chú thả nhiêu ngàn? Thả 130 ngàn trả tiền, phiếu mãi 90 nữa là hiện tại nó là 220 ngàn. Dạ, 220 ngàn. Tuyệt vời của chú anh chị mình nha. Đâu mà 70 ngày mà 63 con, nói chung là tuyệt vời. Này là chú thực tế nha, để em dở chiếc áo lên cho cô chú chị mình xem nha. Máy nó mới vừa quay xong. Màu nước này ngon đấy chứ đâu có tay. Đây đẹp mà bả sợ lên, bả sợ lên tivi à, bả sợ lên nói cháu bả cười. Ô đẹp quá chú ơi, quá đã. Ồ khung rồi hết vậy chú. Cái này sáu mấy con dữ vậy chú, bự quá mà là đông gió à. Trong nhà đẹp quá, tôi nói là trời. Đẹp quá, sáng tôi nói là trời á. Tôm chắc mập ghê không? Phân đẹp ghê không? Tôm nó mập lắm cô chú anh chị này. Nó tôm là cái đẹp, phân đẹp lắm luôn. Này cái đầu đuôi nó hở luôn nè cô chú anh chị này. Thấy không? Nó tròn ro luôn, đã lắm. Nó mập vì sao? Tôm mới sáng nó về sao nó lớn tốc độ luôn cô chú anh chị này. Phân nhìn con rất đẹp luôn. Đạt. Cái này chú đúng rồi, không cần là chuẩn luôn đó. Cái này chú có cái men bà lút á. Chú đánh trong khoảng chừng 2 nhịp thôi, cái gió này chú giải cực kỳ nhẹ luôn. Phải không? Ra gió ngoài. Men bà lút nữa, ông tôi lên ông không nói mà. Ông phải nói, ông phải để gì dính dây này. Hả? Gió để dính dây này gì? Dính sợi dây. Giờ thôi, dính sợi dưới sợi dây rồi. Để nó đàng hoàng. Xin lại kia chút. Dưới sợi dây. Cái này chú đánh qua bà lút chừng 2 nhịp chứ giải có gió nhẹ lắm. Ừ. Tuyệt vời luôn. Sạch bạc, sạch lắm. Chú này. Chú ao rất là nhiều luôn ơi chú vậy mình. Nhưng mà chú làm mấy nhiều mấy năm về trước á, nói chung là nó cũng thất bại. Đạt quy trình. Thì chú mới cây dựng lại thì vụ rồi chú làm nuôi ếch thôi. Thì chú rồi thả. Chú thả vụ rồi chú làm. Đấy, tôi chỉnh lại giờ còn 15 giây à. Hồi sáng tôi muốn 20 giây là lưu đợt 2. Ừ, giờ còn 15 giây. Nói chung là ok rồi, tuyệt vời. Hết thùng rồi. Cải xe này là an toàn nha cô chú anh chị mình. 70 ngày về 60 con, hơn 60 con này là an toàn nha. Tốc độ lớn nói chung là tuyệt vời. Ao đất bán nuôi bán tam canh rồi vậy là tuyệt vời cô chú anh chị mình. Ô đẹp quá. Gió nó nhỏ hơn mày. Không nhỏ, không nhỏ, nó cũng vậy. Đẹp. Tôm nó bóng đẹp. Mập. Tôm mập ghê không? Gà đẹp. Chú xài ít nó bị nấm đồng tiền. Chú xài cái thuốc cũng như theo cũng như quy trình của anh em mình nha. Nhìn con tôm gan lớn về xe lớn mà gan rất là đẹp. Rồi. Ruột rồi rất là chắc, phần này rất đẹp luôn. Sáu sáu chục sáu ba con là xem ba con cái này chắc cả 60 con. Cái này chú đánh này chú đánh bằng nấm bs, còn bi nấm đồng tiền. Nấm tiền hả? Nấm đồng tiền. Tôi đem đặng hai bịch đó, tôi để đó hai bịch với bịch men sst. Cái này chú đánh nấm đồng tiền nặng tay lên tí xíu, đánh khoảng 3 bữa khỉa. Đánh liên tục á. Liên tục ba nhịp, ba nhịp sau đó chú cắt lại cho nó 2 nhịp vào lút nữa, chú dở nó nhá lên nhỏ xìu. Rồi ok. Nước nó sạch lại đẹp lắm, tôm nó cực kỳ đẹp luôn. Ông nè, nếu mà làm vậy thì thiếu nấm đồng tiền rồi, thiếu men. Còn nấm đồng tiền. Nhưng mà chú thấy không? Thường với cái ao người ta xài bị nấm đồng tiền này là tôm khó, rất là khó nuôi. Tại rất là dễ bị cái đường ruột, tôm ra nuôi khó lắm. Nhưng mà ao mình á, mình xài cái men nấm á, dù mình xài ít nó không đủ cái hàm lượng để nó diệt được cái nấm. Nhưng mà nó vẫn bóp được cái nấm tôm mình, nó không hư đường ruột. Mình nuôi nó vẫn lớn phát triển bình thường, gan ruột mình nó rất tốt, nó bảo hộ được cái enzyme trong nước mình nó rất là cao. Cái này là cái giống này là giống này là đâu phải siêu tăng trưởng hết ta, này thì giống thường. Cái này là còn cái S6 thường thôi. S6 thường đúng rồi. Tại vì cái siêu tăng trưởng mới ra nay khoảng 15 á, chưa đầy 2 tháng. Nên siêu tăng trưởng thì 18. Cái này thì cái 15 lúc đó là nó hỗ trợ của chú. Cái này 70 ngày là đâu có giống siêu tăng trưởng. Chưa. Này là lưu thường, lưu thường của chú anh chị mình. Cái thùng đó. Nhưng mà nó lớn rất là tốt luôn. Nói chung là ok, chú chạy quạt đồ cũng đơn giản, xài như bán tam canh nè, bạc bờ đáy đất.
bảo quản oxy. Cài thuốc men gan ruột đồ là cũng của Sago hết nha cô chú anh chị mình. Sago pha. Sago pha giống X6. Nó phun trên bờ luôn nè. Ninh Thuận. phun trước bờ luôn nè. Cái máy này nó có giảm không? Nó có giảm dây không? Có. Giảm chậm nó có chậm. Giảm chậm lại. Chậm cho chậm lên tí nữa là không lên bờ. Có nút ngoài. Ví dụ chậm tí nữa thì nó thiếu thức thì mình tăng cái dây lên. Rồi là 10 giây lên 11 giây. Rồi cho okay. Nó chậm lại xíu không lên bờ. Còn cái điều kiện mà mình đưa... cái cầu phía Bắc vậy tôi dễ đi cái cầu không cái cầu không á. Hạ máy thấp một chút nữa. Dạ, máy bị cao quá. Chắc là cầu thấp một chút nữa mình quay nhanh ra cho nó quăng rộng ra để cho nó thoáng. Rồi. Chú đây cũng được mấy ao luôn á. Chú rất không? Là nhiều, nhưng mà nói chung là chú làm mấy năm gì trước á nó bị sự cố nhiều nên chú làm không nổi. Tức là chú mới chỉ dựng lại làm lại một ao từ từ. Thì có thể là vụ sau là chú được hai ao đó. Chú chuẩn bị là vụ sau là chú sẽ làm thêm một ao nữa. Là nếu thành công nữa thì chú có mở rộng mô hình nghe của chú anh chị mình. Tại vì đất của chú còn rất nhiều, ao rất là nhiều luôn. Tại chú không làm nổi á. Thì nói chung là nó bây giờ nó còn để ở đây. Nhưng mà sau này chú làm thành công thì chú sẽ mở rộng ra. Có cá lóc nữa chú. Có cá lóc. Ao này chắc có cá lóc nhiều á. Cá trào, cá lóc. Có cá trào là nó có cá bự á. Cá bự nó đẻ. Điều này là ngon lành nè chú ha. Rồi ok. Tuyệt vời luôn. Chú nói với ao người ta nuôi 60 ngày về 80 con, 80 con chú khen là mau lớn của chú có 70 ngày chú về 60-60 con chú lớn hơn người ta mà chú sao? Tôi quên tính cái vụ đó. Tuyệt vời chú. Anh để là ngon hơn người ta chứ than gì. Tại vì cái xe mà từ lúc đầu nó về 80 con nó rất là dễ về. Nhưng mà nó về từ 60, 50, 40 là nó rất là khó. Nhưng mà mình sau người ta chỉ có 8, 9, 10 ngày mà mình tốc độ mình về hơn người ta cả 20 con là tuyệt vời chú. Tại vì cái xe này là xe tiền, còn cái xe kia đâu phải là xe tiền đâu. Nó bán có 99 ngàn. Ở bên em là nuôi theo cái quy trình là môi trường nước với lại là gan ruột rồi nó kỹ. Cái ao này theo máy nó mới vừa quay nè mà hết thức à. Nó theo cái ao này á chú ăn một ngày 120 kg là đúng ra không đủ sức nữa đó. Nhưng mà có cái là về cái môi trường thì nên mình ăn vậy là ok, gan ruột quá đẹp luôn. Lên mặt hết rồi. Lên mặt hết rồi, tôm này là bao không? Bóng đẹp ghê luôn, tôm này hết rồi, tôm này nó lớn nè, nó bắt đầu nè. Từ đây sau là chú da nó lớn như vịt. Nó lọt nó đứng đã lắm. Gan không tốt mà, gan bớt đẹp thiệt. Đẹp, gan đẹp. Không ngủ gan không gì hết. Xanh hết trơn rồi. Nhìn kỹ nè, không ngủ gan không gì hết luôn, gan cực kỳ đẹp. Không ngủ không gì hết luôn. Đẹp tôm sạch luôn. Dầu ghi rồi được ngon lành. Mà, ok. Không có khuẩn không gì nước cũng tốt. À, mùa này cũng nên đi cũng bình thường đi. Nó cũng có đứt dâu một hai con nghe chú. Nó có một hai con đứt dâu á. Nó đứt dâu là nó có hiện tượng khuẩn á, vi khuẩn đó. Đúng rồi, còn đứt cái thằng khác. Đúng rồi, thấy đứt là hết rồi. Cái râu dài, cái râu rắn á. Nó đứt ngoài cục này là đầu ngồi dâu, dâu hết. Như con đủ này, con bự con này nó đủ hai dâu đó dài đi kia. Rồi ok. Tôm đẹp. Là hết sợ rồi đó. Tuyệt vời. Số 1. Ok, tôm này ao này không ít tôm đâu, ao này dữ lắm. Chài chài mà không qua cũng 2 kg mấy cũng dữ. 2 kg mấy à. Tại cái chài này nó nhỏ mà mình chài nước này cũng sâu mà. Cũng lớn. Nước này hết thức. Nước này nó cũng sâu mình chài xuống nó xếp cái chài nữa. Hết thức rồi. Hết thức rồi. Hết phun rồi. Chúc cho nó ăn chay chừng 5 kg rồi. Cái này đang chạy bao nhiêu phút bao nhiêu giây chú ha? Này hả, này 4 phút 15 giây. 4 phút 15 giây. Hồi sáng thì 4 phút 20 giây. Chú đừng có đi phút ngắn vậy. Chú đi giãn phút ra, ăn tôm nó thoáng hơn. Chứ xài gì chú đi 4 phút rồi chú đi 6 phút. 6 phút chú lên, dù 6 phút chú lên 20 giây. 6 phút 20 giây. Nó có thời gian để nó lụm. Nó có cái thời gian phút quăng giãn ra để nó có thời gian nó lụm thức cho cái thức mình nó không có bị tồn đáy. Rồi ok. Nhưng mà mình tăng cái độ dây lên thì nó quăng một lần như nhiều vậy tôm mình đụng nó lụm đồng loạt nó sẽ tản tôm hơn. Còn mình quăng khúc ngắn mà cái thức của mình nó quăng ít thì tôm nó sẽ va chạm nhiều hơn. Rồi ok, mai tôi chỉnh lại 5 phút hay 6 phút. Thường mà chú đi 6 phút đi, chú đi 6 phút. 6 phút chú giãn ra, dù chú là giờ chú đang đi nhiêu giây đó mình tăng dây lên 2 giây. Mình cứ canh nhá lại. Nó phun lâu một chút. Thôi. Vậy là bá cười tấm te tấm tét rồi. Đã, trời ơi, đẹp quá. Không, tôm rẻ đều. Đẹp. Tôm bóng đẹp ghê. Cái giống này là của X6 đúng không? X6. Tôm nhìn đã không? Bóng đẹp, sáng giờ luôn. Tôm bóng lớn. Vàng rất đẹp. Ruột đẹp. Nhãn không? Không ngủ gan không ấy luôn nha, chứ tôm cái tình trạng mà cái thời tiết của môi trường á, mình thời điểm này
Không, tôm này cũng không xanh dữ, tôm cũng đỏ chứ. Tôm này tới lúc chuẩn bị thu đánh chừng 2 nhịp kali thôi nó đỏ lực. Rồi ok. Không cần đánh gì cho tốn tiền. Trong trước thu 2 ngày đó mình không đánh vô phán nữa, ngưng bứt vô phán lại. Đánh kali kèm vô nóng vô. Quánh qua kèm thêm cho nó một bao mai nhê nữa. Là tôm cực kỳ mạnh luôn. Rồi. Làm 2 ao thôi, đừng làm nhiều. Ừ, làm 2 ao. Tập trung ao lắng đi chú, ao lắng để rồi dư ao thả cá rồi ăn chơi. Ừ. Dạ rồi, 2 ao là đủ xài chú. Cứ 4 tháng mình thu lên nào mình làm vài trăm, 4 tháng trời thu lên vài trăm này, là ok chú. Vụ này vụ nữa cái sợ nợ hết rồi. Cái ao này nè, cái ao này khoảng 1 ta. Nói chung là cháu chú Hương á, ổng mấy đợt trước ổng nuôi, nói chung ổng rất là trăn trở về vấn đề nuôi luôn. Ổng vì cái quy trình đó ổng là sắp. Nói chung là chú chưa có ổng định về cái quá trình làm môi trường nước và cái thức ăn. Cho nên chú bị lúng về cái phần đó nên chú nuôi nó dễ xảy ra rủi ro. Cho nên là chú bị thất bại, bị nặng nề gì cái đó. Nhưng sau này á thì khi chú tham khảo qua từ cái YouTube của anh em mình và chú cũng đến chỗ anh em mình đó, chú để cải thiện lại cái môi trường, cái quá trình nuôi của mình á, là chú làm 2 vụ này nói chung là thật. Ca thức. Bây giờ chú tỉa ngay góc đó đúng không? Ừ. Thì ở trên này chú chạy quạt mạnh lên. Mạnh ông nội tôi chứ, đụng mẹ cái điện mà nó nhiêu là nhiêu á. Còn cái bên đó nó kêu cái máy dầu á. Không á, chú tỉa bên đây. Ừ. Chú tỉa bên đây mà nó chú siết máy mạnh lên cho cái tôm mạnh nó dồn về trên đó. Tôm yếu lúc nào cái nước giảm mạnh là tôm yếu nó không lên nổi. Nó mới tuột về cái đống đó nó kim. Ừ. Cho nó tuột về đây hết, mình kéo bên này. Ok rồi. Đừng có giải thích. Giải thích là nó vô tôm mạnh với tôm bự á. Mấy quỷ đó mình đâu có biết đâu mẹ. Nó tính thay vì xuống 1.5 tiếng thì nó tính tiếng lằng nó về. Thấy không? Ao này tỉa 500 kg kéo 2 cào chứ nhiêu mà. Ừ, nó kéo 2-3 cào xong rồi cái nó về. Tại vì á, nó giờ chót à. Mình tỉa là mình chủ yếu mình tỉa mình bỏ đi cái tôm xấu, cái tôm yếu. Thì đương nhiên cái bên mình để lại mình chạy quạt mạnh lên cho tôm bự, tôm mạnh nó dồn về bên. Tôm yếu nó sẽ tuột về cái gốc không có quạt. Thì mình kéo bên gốc đó mình lấy cái tôm yếu mình bán trước. Rồi ok. Đó, mình không biết cái vụ đó đâu, không nghe lời nó. Mình chỗ kéo mình giải thích tôm bự nó mạnh nó dồn gì đó cho tôm yếu nó giạt ra ngoài. Bắt tôm bự mình bán trước. Mấy quỷ nó già rồi mà tranh thủ đang đi về. Nó ngủ. Đúng rồi chứ. Tôm mình đang ao đầy nhóc rồi tôm về đi giải thích làm gì? Mình chỉ chạy ra tôi dạng lần nào nó cũng xuống gió à. À nè, tắt cái dàn quạt đó. Ừ. Chạy cái dàn quạt này mạnh lên, dàn quạt mạnh dàn nó mạnh lên, kéo bên có bên đó. Rồi đó hết. Rồi ok, để mốt tôi kêu nó câu đèn kêu nó xuống đó. Mình phải cái máy nằm đó. Mình phải đụng mà chỉ nó mới được chứ đụng mà nó chỉ mình. Nó sai mình không à. Dạ rồi thôi, chắc em với anh Minh sẽ view cái lại giải nhá lại cho cô chú anh chị mình xem cái nữa rồi em sẽ kết thúc video tại đây, tại vì đi qua. Này, chú ổng làm rất là suôn khẽ làm ra cái ổng mập luôn. Phát tướng luôn á. Ổng gặp anh em mình ổng có 6 mấy ký, ổng 8 mấy ký gì đó. Lôi tôm mà đơn giản quá, dễ ổng đó giờ ổng đâu khỏe quá làm đi mau nữa. Thì em cũng không có thời gian, nói chung là em cũng mới sang tôm hồi sáng, xong rồi tranh thủ em chạy qua bên chỗ chú Sáu thì để view tôm cái gì cái giống X6 này cho cô chú anh chị mình xem nè, để cô chú anh chị mình hết luôn ấy chất lượng hay chất lượng nó như thế nào đó để cô chú mình áp dụng xài. Gàng quá đẹp luôn, gàng ruột đẹp đó chú ơi, ruột bự ruột cực kỳ đẹp. Tôi cái kỳ này tôi không có trộn. Ổng mà nói chú đâu, cái mèn tỏi đang cực kỳ tốt luôn, không phải đâu, không phải không tốt đâu, rất là tốt. Tại cái mèn đó con làm dữ lắm, con làm là vitamin thực vật nè. Rồi và gan thực vật nè. Bây giờ tao vừa gan thực vật rồi con chơi chung vô đó luôn. Tức là ăn nó đủ thứ cái kiểu đó, tốt lắm. Lắp dạng oxy nữa là ngon lành luôn chứ. Điện không yếu. Oxy tôi có nè, tại thả thưa tôi không ấy. Thả nó hơi thưa. Đang yếu pin dầu mắc quá. Đang yếu pin tôi ngán tiền dầu tôi không có chạy chứ giờ tôi gắn dây caro vô là nói chung là lên đợt này thì chú cũng khỏe đi phần nào, nói chung là đợt này thì nói chung là chú cũng ổn mà điều cái dạng ống tôi có 42 dạng ống trên ông bự hơn chạy đỡ cũng được có đâu cái làm đi gì nào nó phát triển tốt rồi mình mở cái nới ra. Nó quay mới quay luôn mà không có thức luôn đâu, tôm đẹp quá, đẹp bóng đẹp, tôm hình lớn ghê, tôm này nó hình 6 mấy con không tin luôn á, hình bự ha. Trời, nó mập trời, nó mập trồng do luôn, trồng mập cái cạnh đuôi nó nở trời bè luôn. Con tôm nhìn cái lưng nó mập lưng luôn, nó trồng do luôn mà. Đẹp tôm sáng đẹp. Dâu trong gió nó bự hơn. Dâu nó dài ghê không? Đúng là vô gió nó cũng trên, nhưng mà tôm này đều. Tại vì nó so le là vô gió vẫn có so le. Nói chung ok, nó so le mình giải nhá lên quay lọt ngoài em vô. Nói chung vậy là mừng cho chú quá trời luôn.
Nói chung thì em cũng rút lại rồi em với anh Minh sẽ dừng video chéo lại đây để anh em mình còn về nữa. Nói chung là sáng về sang tôm mà bỏ bển luôn. Chạy bển luôn đó. Cái gì gửi lời cô chú. Thôi kệ đó. Chúc bà con cô chú ở Việt Nam mình làm ăn lúc nào cũng phát triển được rồi. Theo cái quy trình mà ăn uống đồ khéo léo thì nói chung là nó tiết kiệm quá ha chú ha. Rồi nếu mà nhất là nhà phí lâu ao này là chú chưa đầy 200 triệu tiền phí nè cô chú anh chị mình, nhưng mà ao này nằm phải trên 3 tấn. Xây 60 con này. Thì nói chung là ngày 120 kg là nằm ở trên 3 tấn đó. Nói chung là ok cô chú anh chị mình, tuyệt vời. Mới 70 ngày thôi là giống X6. X6 thường à, chứ phải là chưa phải là chưa sinh sản á. Phướng mãi luôn là 220. Ăn 1 ngày 120 kg, xây 60 63 con này thì nói chung ok, nằm trên 3 tấn. Khoảng 3 tấn mấy á. Thì nói chung là với thị trường bây giờ thì nói chung là ao này là chú ok. À, nói chung là đạt cái tiêu. Rồi giờ cũng kính chúc cô chú sẽ thành công nhiều hơn nãy nha. Dạ. Cũng cố gắng là hỗ trợ chú là tối đa luôn. Dạ. Có điều kiện mình làm thêm một ao nữa đi chú. Một ao nữa là cô chú dưỡng già là được rồi, đừng làm nhiều quá. Còn nhiều cái làm ao lắm. Sắp tới chung về đê nè. Làm thêm ao này nữa. Chứ nó là nuôi mà nuôi đang hư vậy. Cái vùng mình á, cái vùng mình mà điện nó yếu như vậy đó chú. Chú thả ao rồi nữa, chú dời cái máy lên để cho cái máy chạy 2 vàng luôn. Cái máy nó chạy 2 vàng bình thường. Rồi. Phải đè luôn, trên kia mình chỉ tốn thêm cái máy nữa thôi. Tiền cái chính này trong kho tôi còn 2-3 cái rồi. Nhưng mà mình chạy đã đúng dầu chứ. Mình chạy nó đi luôn, đại cái máy nó dư công sức. Rồi. Xin chào tất cả cô chú anh chị thân yêu của mình. Em chúc cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe. Chúc chào tất cả bà con. Con cũng chúc cho chú thương làm thắng lợi nhiều hơn nữa nha. Rồi hẹn clip chào. Rồi.